là chúng ta học tiếp bài ha. Nay thì chúng ta học bài 21, ôn tập chương 4. Chúng ta đã học qua giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thời kỳ được coi là thịnh trị nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Các em mở sách giáo khoa ra trang 104. Rồi, như vậy thì để hoàn thành cái bài 21 ôn tập chương 4, chúng ta có 6 câu hỏi. Nha, các em nhìn thấy chúng ta có 6 câu hỏi. Như vậy thì trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Còn lại câu 5, câu 6 là bài tập các em tự làm. Câu 1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý Trần ở những điểm nào? Cô gợi ý cho các em trả lời ha. Thứ nhất là về triều đình. Thời vua Lê Thánh Tông, một số cơ quan và chức quan cao cấp nhất và trung gian được bãi bỏ, tăng cường tính tập quyền. Thứ hai là các đơn vị hành chính tổ chức chặt chẽ hơn, đặc biệt là ở cấp thừa tuyên và cấp xã. Thứ ba là cách đào tạo tuyển chọn quan lại. Nhà nước thời vua Lê Thánh Tông lấy phương thức học thi cử làm phương thức chủ yếu, đồng thời là nguyên tắc chủ yếu để tuyển lựa bổ nhiệm quan lại. Các cơ quan và chức vụ giúp việc nhà vua ngày càng được sắp xếp quy củ và bổ sung đầy đủ, đó là sáu bộ và các cơ quan chuyên môn. Câu 2. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà nước thời Lý Trần có đặc điểm gì khác nhau? Nhà nước thời Lê Sơ, nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế. Nhà nước thời Lý Trần, nhà nước quân chủ quý tộc. Chúng ta sang câu 3. Luật pháp thời Lê Sơ có điểm gì giống và khác thời Lý Trần? Cô gợi ý trả lời nha. Giống là điều bảo vệ quyền lợi của vua, giai cấp thống trị, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Khác là luật pháp thời Lê Sơ có điểm tiến bộ như bảo vệ quyền lợi người phụ nữ. Câu 4. Tình hình kinh tế thời Lê Sơ có điểm gì giống và khác thời Lý Trần? Giống nhau, gồm các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Khác nhau, nông nghiệp, diện tích đất trồng trọt tăng, ruộng đất tư hữu giảm, chú trọng thủy lợi. Về thủ công nghiệp phát triển hơn, về thương nghiệp, chợ phát triển, Thăng Long là trung tâm thương nghiệp hình thành từ thời Lý, thì đến thời Lê Sơ trở thành đô thị buôn bán sầm uất. Rồi, bây giờ các em làm cho cô cái bài tập. Đó là hai cái câu hỏi. Câu 5. Xã hội thời Lê Sơ và thời Lý Trần có những giai cấp tầng lớp nào? Có gì khác nhau? Câu 6. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê Sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác thời Lý Trần? Chúc các em học tốt!